Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin Về chiếc xe Mazda 3 phiên bản sedan Máy 1.5 sản xuất là năm 2019 Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen Làm bánh quãng đường 5,2 vạn km còn rất mới Full đầy đủ tính năng như là hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key để nổ Start Top cửa lóc này hay là điều hòa auto màn hình giải trí cam lùi ghế điện ga tự động hay là gương tự động rồi rất nhiều các tính năng an toàn ở trên mẫu xe cam kết cho anh chị và các bạn về thân vỏ khung sườn nguyên bản không va chạm không tai nạn máy động cơ hộp số còn nguyên bản không đại tu tháo dỡ không ngập nước có hỗ trợ cho anh chị và các bạn lên tới là 60 đến 70 phần trăm giá trị xe Thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ các thủ tục sang tên trong ngày. Cho các bác đang có nhu cầu về chiếc Mazda 3, anh chị và các có thể qua cửa hàng số 24 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm thực tế về chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 sedan sản xuất năm 2019 này. Đấy, những đường nét sơn si ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Đuôi xe thì nó sẽ có cụm đèn hậu và những cái chi tiết như nào, là cam đùi, không gian cốp của chiếc xe thì nó có một cái không gian rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Đấy, kéo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe. Anh chị có thể tham quan cùng em đây. Đấy, những đường nét nó vẫn còn rất là đẹp và hoàn hảo anh chị nhé. Và khi mua những chiếc xe cũ thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra. Tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mà nên cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Những phần vét keo của nhà sản xuất anh chị bạn có thể thấy nó vẫn còn nguyên bản. Nốt sơ cua chỉ có hạ một số lần thôi, nó vẫn còn dày dặn này. Bậc cốp này, Đấy, cái độ đẹp của chiếc xe thì được đánh giá cao. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Để mình cùng ngắm qua về cái độ rộng rãi cũng như các chi tiết khấu hao mòn theo thời gian của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Với không gian hàng ghế thứ hai thì nó sẽ mang lại cho người dùng cái trải nghiệm cho ba người ngồi. Với những phần cánh cửa thì đánh giá chất lượng về keo chỉ này, tap này hay là những con ốc bản lề là những cái điểm để anh chị và các bạn có thể biết được là cánh cửa có vấn đề gì không. Đấy, những cái chi tiết này thì em quay luôn để giúp anh chị và các bạn ở xa mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian cũng nhờ mình chọn lựa cho mình chiếc xe nó phù hợp với nhu cầu. Với nhiều video anh chị và các bạn xem thì có thể nó hơi bị lặp một chút Nhưng mà như vậy thì anh chị bạn có thể mới biết được là chất lượng của chiếc xe nó có hoàn hảo hay không Còn quay thiếu chi tiết thì nhiều khi anh chị và các bạn lại mất công hỏi Mà mình không nắm rõ được thông tin đến nó mất công mất việc Nên em quay kỹ một chút để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin chính xác nhất Đây là các thông số kính của chiếc xe Đấy keo chỉ ốc ác rồi là những cái phần như là hệ thống tapli có hệ thống ghế da màu nâu tạo lên cái vẻ nổi bật khi nhìn vào phần cánh cửa. Bên trong thì nó với những chất liệu ghế da màu đen cho hai hàng ghế. Ghế ngồi của chiếc xe thì nó dạng thể thao, ngồi rất là ôm lưng. Sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cam hành trình, màn hình được trang bị là màn hình nồi, phanh tay điện tử, ghế ngồi ghế lái chỉnh điện. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi là có set cruise các chi tiết thảm trải sàn ba chủ nâng cấp đầy đủ hết rồi anh chị mua về sẽ không phải nâng cấp thêm nữa Và mình chỉ việc sử dụng thôi anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem chi tiết rõ hơn ở những cái phần nào thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình đây là những cái phần hệ thống đinh tán em tháo xuống để cho anh chị và các bạn có thể xem qua luôn chi tiết về cái phần doang cao su cũng như là cái phần đinh tán bấm để mình biết được là xe có bị tai nạn hay không và tiếp tới đây thì ta sẽ cùng ngắm qua về cái phần máy của chiếc xe Với cái khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 1.5 Ngoài ra thì Mazda 3 thì nó sẽ còn một bản nữa 2.0 Kiểu dáng thì có sedan và hatchback cho anh chị và các bạn lựa chọn Theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình Với bản sedan này thì nó sẽ cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái nó sẽ ổn định hơn So với phiên bản hatchback Đấy Chiếc xe Mazda 3 1.5 sản xuất 2019 làm bánh quãng đường 5,2 vạn km. Hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 485 triệu. Giá lại cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ cho anh chị và các bạn thủ tục mua xe trả góp 50 đến 70% giá trị xe. Thời gian vay, lãi suất chi tiết cụ thể thông tin về chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy liên hệ trao đổi trực tiếp cùng em để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn, giúp mình có thể hiểu sâu hơn về những chiếc xe cũ đã qua sử dụng cũng như là có kiến thức mua về những chiếc xe đó xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ